Tỷ trọng đồng đô la Mỹ trong dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương các nước trên toàn thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong 25 năm qua do những biến động trong tỷ giá và chính sách. Đây là đánh giá của các chuyên gia kinh tế Quỹ tiền tệ quốc tế IMF sau cuộc khảo sát mang tên Thành phần tiền tệ trong dự trữ ngoại hối chính thức. Chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo. Báo cáo thị trường bất động sản những tháng đầu năm 2021 cho thấy là hiện giao dịch bất động sản giảm, nhưng mà mặt bằng giá nhà, giá đất lại có xu hướng tăng. Tại Hà Nội, đa số dự án chung cư mới được đầu tư xây dựng thuộc phân khúc trung cấp và có giá bán dao động từ 30 tới 40 triệu đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chung cư phân khúc trung cấp có giá cao hơn tại thị trường Hà Nội, dao động trong khoảng 35 tới 45 triệu đồng một mét vuông. Căn hộ cao cấp có mức giá trên 50 triệu đồng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có nhiều dự án mới được đầu tư xây dựng. Các dự án chung cư cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh có giá cao hơn thị trường Hà Nội. Thị trường căn hộ hạng sang tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận có những dự án tại vị trí vàng có mức giá trên 100 triệu đồng một mét vuông. Giá căn hộ chung cư tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều tăng do khan hiếm nguồn cung, dự án mới được mở bán ít. Giá căn hộ chung cư bình quân tăng khoảng từ 5 tới 10% so với quý 4 năm 2020. Theo Savo Việt Nam, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang dần dịch chuyển ra ngoài trung tâm để tìm được không gian ưng ý với giá cả hợp lý, đồng thời dễ dàng tiếp cận hơn với nguồn lao động. Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, tổng nguồn cung đạt gần 2,4 triệu mét vuông, tăng 2% theo quý và 11% theo năm, với phần lớn là các văn phòng hạng B và C. Xu hướng dịch chuyển ra khu vực ngoài trung tâm vẫn tiếp tục tăng khi 42.300 mét vuông nguồn cung mới đều tập trung tại đây. Nguồn cung tiếp tục dịch chuyển ra khu vực ngoài trung tâm trong bối cảnh khu vực trung tâm có giá thuê cao và diện tích trống ngày càng thấp trong những năm gần đây. Song hành với việc hạ tầng giao thông được cải thiện đáng kể, làn sóng dịch chuyển cư dân ra các vùng ngoài trung tâm cũng ảnh hưởng đến chiến lược chọn văn phòng của các doanh nghiệp. Theo Savo Việt Nam, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang dần dịch chuyển ra ngoài trung tâm để tìm được không gian ưng ý với giá cả hợp lý, đồng thời dễ dàng tiếp cận hơn với nguồn lao động. Trang Material Handling and Logistics của Mỹ ngày 6 tháng 5 cho biết là 43% doanh nghiệp được hỏi tại Mỹ đều khẳng định Việt Nam nằm trong số 3 điểm đến họ ưu tiên tìm kiếm nguồn cung trong đầu năm 2021, tăng gấp đôi so với năm 2019. Việc tăng cường thanh tra kiểm toán ở Việt Nam phù hợp với kết quả của cuộc khảo sát tìm nguồn cung toàn cầu. Trong đó, 43% doanh nghiệp được hỏi có trụ sở tại Mỹ cho biết Việt Nam nằm trong top 3 địa điểm mà họ ưu tiên mua hàng vào đầu năm 2021. Khoảng 30% tổng số người mua trên toàn cầu và 38% người mua tại Mỹ đều nêu tên Việt Nam trong số các quốc gia họ dự định tăng lượng mua hàng trong năm nay. Báo cáo trên nêu rõ điều này cho thấy Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất trong khu vực được hưởng lợi từ việc mở rộng quy mô kinh doanh khi dữ liệu về nhu cầu thanh tra và kiểm toán ở Đông Nam Á cho thấy mức tăng trưởng hai chữ số được thúc đẩy nhờ sự quan tâm trở lại của các thương hiệu Mỹ và châu Âu. Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 4 năm 2021, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 còn lại chưa được các bộ ngành địa phương triển khai phân bổ là 61.611 tỷ đồng. Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, hiện còn 27 bộ và 40 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 được giao. Đáng chú ý có địa phương, tỷ lệ vốn chưa phân bổ chiếm đến hơn 63% kế hoạch. Tổng kế hoạch vốn chưa được các bộ ngành địa phương phân bổ là hơn 61.000 tỷ đồng, chiếm hơn 13% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao như Bộ Thông tin và Truyền thông hơn 94%, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc 88%, Ban Quản lý Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam 85%, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Bắc Ninh. Mời quý vị cùng đến với những thông tin cập nhật về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam. Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 6 giờ sáng ngày 10 tháng 5, thế giới có hơn 158,9 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 3,3 triệu ca tử vong. Còn tại Việt Nam, bản tin sáng ngày 10 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết 12 giờ trôi qua có thêm 80 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca nhập cảnh đã cách ly ngay, 78 ca ghi nhận tại cộng đồng. Việt Nam hiện có 3.412 bệnh nhân, thế giới ghi nhận trên 158,9 triệu ca. Vừa qua, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với 63 tỉnh về phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo từng địa phương cam kết với Trung ương về việc là đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, giữ an toàn cho người dân. Đồng thời cũng đặc biệt lưu ý tỉnh Thái Bình nghiên cứu kỹ việc thực hiện giãn cách xã hội. Cần xin thêm ý kiến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng nếu cần tránh áp dụng cực đoan. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký ban hành kế hoạch về việc là triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2022. Đối tượng ưu tiên tiêm chủng là lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, gồm người làm việc trong các cơ sở y tế, người tham gia phòng chống dịch, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết điều tra dịch tễ, tổ phòng chống dịch COVID-19, dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên và lực lượng quân đội, công an. Trong giai đoạn năm 2021-2022, thành phố sẽ tổ chức tiêm vaccine cho đối tượng 2 là người dân từ 18 đến 65 tuổi. Ngày 7 tháng 5, ngành công thương Hà Nội đã lập đoàn kiểm tra tình hình cung ứng và tiêu thụ hàng hóa trên địa bàn thành phố. Hiện 17 mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng trị giá 194.000 tỷ đồng đã được Hà Nội chuẩn bị để đảm bảo đủ nguồn cung hàng hóa phục vụ người dân theo các kịch bản phòng dịch COVID-19 cao nhất. Sau đây là phần tổng hợp một số thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên cả nước. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ngày 7 tháng 5 đã ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Theo kết luận này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Sở Giao thông Vận tải lập danh sách tài xế lái xe Grab và taxi truyền thống để tổ chức xét nghiệm COVID-19. Sở Y tế thành phố chỉ đạo các trạm y tế, các cơ sở khám chữa bệnh, các hiệu thuốc về việc khám và bán thuốc cho người dân đảm bảo các quy định phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt lưu ý đến các trường hợp có các biểu hiện lâm sàng liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Không bán thuốc cho người không có đơn của bác sĩ. Bộ Giao thông Vận tải đã ra chỉ thị đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh quyết định dừng điều chỉnh tần suất hoạt động của xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch, taxi, xe buýt trong địa bàn tỉnh. Các tỉnh cần hạn chế tối đa hoạt động của phương tiện cá nhân, xe vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất được hoạt động bình thường. Đáng chú ý với vận tải liên tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt có hành trình qua tỉnh hoặc các địa bàn tỉnh vùng có dịch thì không được dừng đỗ tại các tỉnh hoặc địa bàn tỉnh để đón trả khách. Sở Y tế Hà Nội vừa có kế hoạch số 6833 về đảm bảo công tác y tế phòng chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó bảo đảm tốt an toàn vệ sinh thực phẩm, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm dịch trước và trong thời gian bầu cử quốc gia, tăng cường công tác khám bệnh, chữa bệnh tại tất cả các tuyến, bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, thuốc, trang thiết bị để bảo đảm công tác cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh phục vụ nhân dân. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Trung Quốc Sinopharm trong trường hợp khẩn cấp. Việc WHO quyết định cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Trung Quốc Sinopharm. Loại vaccine này đã trở thành vaccine ngừa COVID-19 thứ 6 trên thế giới được WHO phê chuẩn. Đây cũng là lần đầu tiên WHO cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp cho một loại vaccine do Trung Quốc phát triển và bào chế. Với vaccine phòng COVID-19, điều này có nghĩa vaccine đó sẽ được đưa vào chương trình phân phối vaccine toàn cầu COVAX do WHO điều hành để cung cấp vaccine cho các nước nghèo. Trước đó, WHO đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson và Moderna. Liên minh châu EU đã bổ sung Israel vào danh sách các quốc gia an toàn, qua đó cho phép khách hàng đến từ quốc gia Trung Đông này được tự do đi du lịch châu Âu. EU đang nỗ lực hồi sinh ngành du lịch của khối này sau hơn một năm đóng cửa biên giới với du khách từ hầu hết các nước trên thế giới. Hiện chỉ có công dân đến từ 7 quốc gia là Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Thái Lan, Singapore và Rwanda là được phép thực hiện các chuyến đi thông thường đến EU. Hành khách từ các nước và vùng lãnh thổ khác chỉ được nhập cảnh vào các nước EU trong một số trường hợp ngoại lệ. Việc EU bổ sung Israel vào danh sách trên chủ yếu nhờ sự thành công của chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại quốc gia Trung Đông này. Kể từ cuối tháng 12 năm ngoái, Israel là nước triển khai chiến dịch tiêm chủng nhanh nhất thế giới, tính theo bình quân đầu người. Tính đến giữa tháng 4, gần 5 triệu người ở Israel đã được tiêm đủ 2 liều vaccine của Pfizer Mỹ, BioNTech Đức
tương đương hơn 70% dân số, ngưỡng được xem là đủ để đạt miễn dịch cộng đồng. Bộ Y tế Đức cho biết là làn sóng bùng phát thứ 3 của đại dịch COVID-19 tại nước này đang được kiểm soát tốt và dường như đã bị chặn lại. Phát biểu trong cuộc họp báo về tình hình đại dịch, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn đã nhận định rằng làn sóng đại dịch COVID-19 dường như đã bị chặn lại. Tuy nhiên, ông Spahn cũng cảnh báo rằng mặc dù số ca nhiễm bệnh mới sẽ tiếp tục xu hướng giảm, nhưng con số hiện tại vẫn ở mức cao. Điều cần thiết bây giờ là phải giữ ổn định xu hướng giảm số ca lây nhiễm mới và điều này sẽ không thể thực hiện được nếu vội vàng nới lỏng các hạn chế phòng dịch. Giải thích nguyên nhân số ca lây nhiễm mới đang giảm dần, Bộ trưởng Spahn đánh giá đó là do hành vi của người dân khi đã thực hiện nghiêm túc các quy định hạn chế tiếp xúc cá nhân và cách ly phòng dịch. Với việc số ca lây nhiễm có xu hướng giảm, người Đức hoàn toàn có thể lạc quan và tự tin. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nới lỏng các quy định phòng dịch. Hai hãng dược Pfizer và BioNTech vừa đề nghị cơ quan quản lý thực phẩm dược Mỹ cấp phép đầy đủ cho vaccine COVID-19 do hai hãng này phối hợp sản xuất để loại bỏ những hạn chế liên quan đến việc phân phối và quảng cáo sản phẩm. Vaccine Pfizer-BioNTech đã được FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp từ tháng 12 năm 2020 dựa trên dữ liệu thử nghiệm lâm sàng trong vòng 2 tháng đối với 38.000 tình nguyện viên sau khi tiêm đủ 2 mũi. Có giấy phép này, vaccine Pfizer-BioNTech được phép phân phối trong các tình huống y tế cộng đồng khẩn cấp, nhưng công ty sản xuất vẫn phải hạn chế các chương trình quảng cáo hay truyền thông. Vì thế, để loại bỏ những rào cản trên, Pfizer và BioNTech muốn FDA cấp phép đầy đủ cho vaccine chung của họ và hy vọng tiến trình xét duyệt sẽ chỉ mất 6 tháng thay vì 10 tháng như thông lệ trước đây. Pfizer và BioNTech hy vọng với việc được FDA cấp phép đầy đủ, hai hãng sẽ có thể tiến hành quảng bá rộng rãi hơn những lợi ích cũng như hiệu quả mà vaccine của họ có thể đem lại. Qua đó, khuyến khích nhiều người tham gia tiêm chủng hơn. Văn phòng khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ bùng phát một làn sóng mới dịch COVID-19 trên lục địa này do sự chậm trễ ngày càng tăng trong việc tiêm chủng tại châu Phi so với phần còn lại của thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo với việc hoãn cung cấp các liều vaccine COVID-19 do Viện Huyết Thanh của Ấn Độ sản xuất dành cho châu Phi, cũng như việc triển khai tiêm chủng vaccine chậm và sự xuất hiện của các biến thể mới, nguy cơ bùng phát một làn sóng dịch bệnh mới vẫn ở mức cao ở châu Phi. Theo tuyên bố trên, mặc dù một số quốc gia châu Phi đã đi đầu trong việc triển khai vaccine, song tính đến thời điểm hiện tại, châu Phi chỉ chiếm 1% số liều vaccine được sử dụng trên thế giới so với 2% cách đây vài tuần. Chỉ có khoảng một nửa trong số 37 triệu liều vaccine phòng chống COVID-19 mà châu Phi nhận được đã được sử dụng cho đến nay. Hiện các lô hàng vaccine đầu tiên đã chuyển giao tới 41 quốc gia châu Phi thông qua hệ thống COVAX kể từ đầu tháng 3. Nhưng 9 quốc gia đã tiêm chủng chưa đến 1/4 số liều nhận được và 15 quốc gia khác đã tiêm được 50% số liều nhận được. Mời quý vị cùng đến với những thông tin công nghệ đáng chú ý. Theo số liệu của hãng nghiên cứu thị trường GFK trong quý đầu năm 2021, Xiaomi hiện nắm giữ 10,77% thị phần. Đây là kết quả hợp nhất của hai thương hiệu điện thoại Xiaomi và Poco. Ở các quý trước đó, Xiaomi luôn ghi nhận những kết quả kinh doanh khả quan không chỉ tại Việt Nam mà còn ở các thị trường khác và trên toàn thế giới. Hãng đã xuất xưởng 49 triệu chiếc điện thoại thông minh trên toàn cầu và chiếm 14% thị phần trong quý 1 năm 2021. Trong vài năm qua, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn các mẫu điện thoại với bộ lưu trữ lớn hơn, người hâm mộ của Apple. Nhằm đáp ứng nhu cầu này, Apple đang có ý định trang bị cho iPhone 13 bộ nhớ 1TB, tương đương với 1.000GB. Theo nghiên cứu của Counterpoint Research, trung bình, nhu cầu bộ nhớ của người dùng di động đã vượt ngưỡng 100GB trong năm 2020, đồng nghĩa với việc bình quân mỗi người sẽ cần hơn 100GB bộ nhớ trên điện thoại di động của họ. Con số này ở Apple là 141GB và Huawei là 150GB. Phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục cuốn sách mỗi ngày. Bạn có quá nhiều việc để làm nhưng lại có quá ít thời gian. Điều đó khiến bạn mệt mỏi, căng thẳng và gây ảnh hưởng không nhỏ đến thành công của mỗi người. Mặc dù không có phép màu nào để có thêm thời gian cho một ngày, nhưng mỗi người đều có thể học cách quản lý thời gian của bản thân thật hiệu quả, bất kể thời gian của chúng ta có hạn hẹp thế nào đi chăng nữa.
Những kỹ năng được giới thiệu trong cuốn sách 20 phút làm chủ thời gian sẽ giúp bạn thực hiện điều này. Cụ thể là sao? Kính mời quý vị cùng theo dõi. Cuốn sách 20 phút làm chủ thời gian sẽ giúp bạn tìm hiểu những phương pháp cơ bản theo phong cách thử và đúng để xây dựng một lịch trình công việc đúng hướng trong một khoảng thời gian rất nhanh. Nhờ đó, bạn sẽ không lãng phí thêm chút thời gian nào cả. Bạn sẽ học cách để thực hiện những điều sau. Thứ nhất, đánh giá xem bản thân đang sử dụng thời gian như thế nào, tìm ra những điểm lãng phí thời gian giấu mặt trong một ngày. Thứ hai, xác định rõ mục tiêu của bản thân để đảm bảo rằng công việc của mình đang hướng đến những mục tiêu đó. Thứ ba, phân phối lại thời gian để ưu tiên những công việc và mục tiêu quan trọng đối với bản thân và công ty. Thứ tư, vượt qua những trở ngại phổ biến đang ngăn cản bạn hoàn thành những công việc nên hoàn thành. Một khi đã hiểu rõ, bạn sẽ thấy quản lý thời gian có chủ đích hơn là một việc rất đáng để làm. Bạn sẽ có thời gian và năng lượng để tập trung vào những kỹ năng, nhiệm vụ và dự án quan trọng nhất đối với bản thân, với sếp, với nhóm và với công ty.